Để 10 thứ này trước cửa nhà, gia đình lụi bại, tiền bạc đội nón ra đi. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cổng ra vào hay là cửa chính là cái vị trí phong thủy quan trọng làm chủ cái sự cắt hung của một ngôi nhà. Cửa chính vừa là nơi mọi người đi lại, đồng thời còn là con đường thông dẫn khí kết nối cái sự riêng tư của gia đình với cái thế giới bên ngoài. Do vậy, Tất cả những cái đồ vật mà bạn để trước cửa thì ít nhiều mang lại những cái tác động tới vận mệnh tài lộc của gia chủ. Nếu được bài trí một cách hợp lý, các đồ đạc được đặt ở trước cửa thì có thể mang lại cái may mắn về tài chính, công danh sự nghiệp cho gia chủ. Ngược lại, cái sự sai lầm và tùy tiện có thể khiến cho gia đình phải gánh chịu những cái hậu quả khôn lường. À dưới đây là một số đồ vật các bạn cần phải ngay lập tức vứt bỏ ngay, không được đặt ở trước cửa nhà, kẻo vận xui đeo bám, nghèo sơ nghèo xác làm mãi không khá lên được. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nghèo tả tơi vì vô tình đặt 10 thứ này trước cửa nhà, 99% nhà ai cũng mắc ít nhất hai điều. À, những vật kiêng kỵ tránh đặt ở trước cửa kẻo suốt đời nghèo sơ xác. Một, không được để thảm bẩn trước cửa nhà. Quý vị thân mến, rất nhiều hộ gia đình có thói quen đặt một tấm thảm chùi chân ở ngay trước cửa ra vào để khi thay giày thay dép không làm bẩn nền nhà ở phía bên trong. À, nhưng mà các bạn cần phải lưu ý rằng tuyệt đối không được để thảm bẩn mà phải thường xuyên giặt cho sạch sẽ. À, sau đó đem trải về cái vị trí cũ. À trong phong thủy, thảm là một trong những cái đồ vật có thể ngăn chặn được những cái luồng khí xấu đi vào nhà. Do vậy, cần phải giữ chúng thật sạch sẽ để không bị phản tác dụng. 2. Không để rác trước cửa nhà. Quý vị thân mến, người xưa cho rằng cửa chính là cái lối đi lại đón thần tài vào nhà việc để những cái thứ không sạch sẽ có tính sát khí như rác rưởi sẽ gây ra cái sự phiền nhiễu ảnh hưởng tới cái luồng khí và những cái vận may. À, đôi khi cái cửa nhà nó được xây ở cái vị trí tốt hợp phong thủy nhưng vì cái túi rác vì cái đống rác trước cửa nhà mà mọi thứ bị đảo lộn không như ý muốn, công việc cuộc sống thì gặp nhiều khó khăn và và trắc trở. bởi vậy tốt nhất là nên vứt rác đi và không được để chúng trước cửa để giữ vệ sinh sạch sẽ và cũng là để không bị phạm lỗi phong thủy. À, trong phong thủy thì rác rưởi là những thứ tạo nên rất nhiều cái nguồn năng lượng xấu, có thể ngăn chặn những cái luồng khí tốt vào nhà. Chính vì thế, những cái điều không may sẽ thường xuyên xảy ra trong nhà các bạn. Vì vậy, nên đặt thùng rác ở xa cách cổng để không làm ảnh hưởng đến cái vận khí tốt nó vào trong nhà. Hơn nữa, cái mùi hôi thối khó chịu của rác thải sẽ để lại những cái ấn tượng không tốt cho khách đến chơi nhà chúng ta. Họ đứng đợi ở trước cổng nhà mà lại vô tình hít phải những cái mùi hôi nồng nặc phát sinh ra từ cái rác thải thì sẽ khiến cho họ không được gì vui vẻ và cảm thấy là khó chịu từ đó cũng sẽ đuổi thần tài và đuổi quý nhân đi đó thứ ba là cây chết cây héo kiêng để trước cửa cái việc cây khô héo chết trước cửa nhà luôn là một cái điểm xấu có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cái sự hưng thịnh của gia chủ à, chính vì vậy các chuyên gia phong thủy khuyên rằng ngay khi cái cây đó có dấu hiệu khô héo hoặc là chết thì các bạn cần phải nhổ bỏ ngay lập tức và trồng vào cái đó một cái cây mới khỏe mạnh hơn. Tránh việc để cho cây dụng hết lá. À trong việc chăm sóc thì cũng nên tưới tắm thường xuyên. Để cây xanh tốt thì nên ngắt bỏ mất những cái lá úa, lá vàng và những cành cây khô. Bốn là đinh tán trên cửa là cái điều cấm kỵ. À, ở Việt Nam, chúng ta rất dễ thấy những cái chiếc đinh tán trên cửa được gia chủ đóng thêm để tiện treo đồ. Nếu nhà có cửa gỗ thì đặc biệt người xưa kiêng vì người ta cho rằng cửa gỗ là cái căn nguyên cho tài vận của gia đình. À, lỗ đinh để lại trên cửa gỗ đồng nghĩa với việc là tài lộc bị thất thoát. Vì vậy người xưa thường khuyên nên sử dụng các loại móc treo tự đính thay vì là dùng đinh đóng vào cửa. 5. kiêng trồng cây quá to tán quá rộng trước cửa nhà. À, thưa quý vị, nhiều loại cây có tác dụng thu hút tài lộc, xua đuổi những cái vận đen không phải vị trí nào cũng thích hợp để trồng. Đa số mọi người đều nghĩ cái việc có một cây xanh to tán rộng ngay trước cửa nhà sẽ tạo bóng mát giúp cho không khí trong nhà nó thoáng đãng hơn. À, nhưng theo các chuyên gia phong thủy, cây to tán rộng bọc ngay trước cửa sẽ chắn đi cái phần lớn ánh sáng khiến cho ngôi nhà của các bạn chìm trong cái bóng tối và u ám. Âm khí phát triển mạnh gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, công việc cũng như là tài vận của gia chủ. À, nếu không thể chặt bỏ cây thì ít nhất các bạn hãy loại bỏ bớt những cành lá xung xuê ở bên ngoài tạo cái sự thông thoáng đặc biệt là các loại cây như là cây dương, cây dâu, cây liễu, cây đa, cây bách thì tuyệt đối người xưa kiêng trồng trước cửa nhà để tránh những cái vận xui. Thứ sáu là tránh để góc nhọn chiếu thẳng vào nhà. Quý vị thân mến, mọi luồng khí sẽ đi qua cửa chính để vào ngôi nhà của bạn. Nhưng nếu mà bị góc nhọn nó chiếu thẳng vào cửa chính sẽ khiến cho sát khí nó tăng nặng, rất khó hóa giải. Điều này sẽ dẫn đến các thành viên trong gia đình đau ốm liên miên, làm gì thì cũng thất bại, khó khăn. May mắn thì không bao giờ có, Thế nên trước khi xây nhà thì người xưa luôn xem xét thật kỹ cái bản thiết kế và yêu cầu sửa đổi ngay nếu mà nhìn thấy cái góc nhọn nó chiếu thẳng vào cửa chính nhà mình. À, ngoài ra để hóa giải thì người ta thường treo một chiếc gương mất quái ở trước cửa nhà để hóa giải những cái góc nhọn nó đâm vào nhà cũng như là hóa giải những cái sát khí xấu nó chiếu thẳng vào nhà mình. Thứ bảy ấy, là tránh việc vừa mở cửa ra đã nhìn thấy gương. À, thưa quý vị, các bạn có tưởng tượng ra được cái cảm giác đáng sợ khủng khiếp khi mà bước vào một căn nhà lạ vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy bóng mình xuất hiện ở trong gương hay không à, theo phong thủy gương là một trong năm vật đại kỵ không nên thấy khi vừa mới mở cửa ra xét về phương diện tâm lý học buổi tối về nhà các bạn chưa bật điện mà mở cửa ra thấy cái bóng mình lù lù xuất hiện trong gương sẽ khiến cho tinh thần hoảng sợ hoang mang dễ liên tưởng đến người âm đêm hay bị mơ ngủ và bị bóng đè ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe à? Về phong thủy thì gương là vận xui, còn có tính phản xạ rất mạnh. Nếu mà để gương đối diện với cửa chính thì nó sẽ ngăn chặn cho không cho thần tài vào nhà. Mọi luồng khí tốt, sự may mắn vừa xuất hiện thì đã bị để ngược ra bên ngoài. Đặc biệt, gương càng lớn thì nó ảnh hưởng không tốt đến nữ chủ nhân. Nói tóm lại, để gương ở trong nhà là một điều không nên. Bởi trong phong thủy, gương là cái đồ vật có tính là phản chiếu, có tác dụng hóa giải một số lỗi phong thủy. Nhưng nó sẽ không thể lựa chọn được là nó hóa hung hay là hóa cát. À, nếu chẳng may bên ngoài có vận khí xấu thì rất có thể chính chiếc hương lại là một cái vật dẫn khiến cho ngôi nhà có thêm nhiều chuyện, nhiều chuyện xấu xảy ra. Thứ 8, mở cửa nhìn thấy ngay cầu thang là cái điều cấm kỵ. 8, mở cửa thấy cầu thang là cái điều cấm kỵ. Quý vị thân mến, mở cửa thấy cầu thang thì nhất định sẽ bị hao tài tốn của. Khi xây dựng theo cái kiến trúc này thì nhiều người không biết rằng chính nó sẽ là cái nguồn năng lượng phong thủy xông thẳng vào nhà bạn một cách bất ngờ. Tập trung không bình thường ở những tầng cao hay là tầng thấp hơn. Điều đó làm cho cái căn nhà của bạn bị nhiễu khí và gia đình sẽ không ngừng sa sút cả về tiền bạc lẫn sức khỏe. Nếu không thể thay đổi sang căn nhà khác thì tốt nhất là bạn nên mua một cái bức bình phong chắn giữa cái cửa nhà với cái cầu thang để cái năng lượng nó tản ra hai bên và đi thẳng vào nhà. Thứ 9 là không nên vừa mở cửa đã nhìn thấy tủ lạnh. Quý vị thân mến, các bạn có biết tủ lạnh được coi là cái tài khố của gia đình hay không? Không nên để cái tủ lạnh đối diện với cửa chính bởi vì vừa mở cửa mà thấy ngay cái tủ lạnh ấy sẽ khiến cho gia chủ lao đao đận đận vất vả làm cật lực cả năm trời mà cuối cùng thì cũng không có xu nào trong tay làm mãi không giàu lên được việc gì thì các bạn cũng phải cố gắng gấp 2 gấp 3 lần người bình thường nhưng mà vẫn không có được cái kết quả như ý muốn đó là còn chưa kể đến cái việc mình bị kẻ gian hãm hại người xấu ghen ăn tức ở nói xấu sau lưng ảnh hưởng đến sức khỏe chuyện học hành của con cháu đời sau Tủ lạnh chỉ nên để ở trong góc nhà vừa gọn vừa tránh phạm lỗi phong thủy này. Thứ 10 là tránh mở cửa đã gặp bình hoa. Quý vị thân mến, à, theo phong thủy thì mở cửa mà gặp bình hoa vốn là cái điểm không tốt. Tuy nhiên, nhiều gia đình lại mắc phải cái lỗi này vì suy nghĩ có thêm cái bình hoa trang trí sẽ làm cái căn nhà phòng nó được trang nhã hơn. Các chuyên gia phong thủy lý giải bình hoa sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp cái tình cảm của vợ chồng, gây ra cái vận đào hoa xấu cho gia đình. À, ví dụ như trường hợp gặp người thứ ba chen chân vào hoặc là gì các cặp đôi thì đã đính hôn ấy, nhưng mà trục chặt mãi không làm đám cưới được vân vân đó quý vị thân mến trong phong thủy thì cửa chính là một trong những cái điều quan trọng cần phải lưu ý khi mà quyết định thiết kế nhà mới hoặc là xây dựng hoặc là mua một cái căn nhà vì nó quyết định cái sự hưng thịnh tài lộc và may mắn cho cả gia đình các vấn đề xoay quanh cái việc thiết kế cửa ra vào mà chúng ta cần tuân thủ có thể kể đến như là cái hướng cửa cách bố trí màu sắc làm sao để cho mang lại cái hồng phúc cho cả gia đình Ở trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái lưu ý trong phong thủy với những cái ngôi nhà được nhiều người nghiên cứu và quan tâm dựa trên những cái phân tích cái kiểm nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một mẹo thiết kế cửa ra vào hợp mệnh theo tuổi của gia chủ nếu bạn là người mệnh hỏa bạn nên có cổng có nhiều cái nét sắc nhọn vắt chéo sơn màu đỏ trên cổng ấy cổng bên trên thì các bạn có thể làm ngói đỏ được à, những gia chủ mà thuộc mệnh kim thì nên làm cái hình lượn sóng hoặc là có dáng hình vòng hình vòm, màu sáng màu trắng vật liệu nên là thiên về kim loại những người mệnh thủy thì nên lưu ý lựa chọn gam màu chủ yếu ở trước cổng nhà mình ấy thì nó có màu xanh nước biển hoặc là màu đen hoặc là ánh đen ánh xanh nước biển à, khi thiết kế cổng nhà hợp phong thủy hoa văn uốn lượn tạo ra sự mềm mại à, với những người mệnh mộc nên làm những loại cổng bằng sắt hoặc là bằng gỗ sơn màu xanh lá với nhiều cái thanh song song nữa. Người mệnh thổ nên xây cổng hình vuông vức kết hợp tường xây cái đá có màu vàng hoặc là màu nâu là phù hợp nhất. Dưới đây là một số cái kiêng kỵ khi thiết kế cửa ra vào mà các gia chủ cần phải lưu ý để tránh phạm phải các sai lầm đáng tiếc trong phong thủy kẻo trúc họa vào thân. Hai là cửa nhà không được đối diện với thang máy. Đối với căn hộ chung cư, cửa chính không thể đối diện với cái thang máy được. Ở trong phong thủy nếu mà cửa nhà đối diện với thang máy thì sẽ hình thành cái vấn đề nhìn ngó của những người qua kẻ lại gây ra sự phiền phức khi cửa thang máy mở ra cửa nhà chúng ta đồng thời mà cũng mở thì mọi người đều nhìn thấy hết chủ nhà có cảm giác là bị soi mói khiến cho những bí mật riêng tư trong cuộc sống thì không được đảm bảo hơn nữa theo phong thủy thì người ra người vào tạo ra cái âm thanh tạp loạn ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của gia đình lâu dần tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người xung quanh 3. nên tránh cửa chính và cửa sau thẳng hàng với nhau à, phong thủy nhà đặc biệt kiên kỵ tối kỵ cửa trước và cửa sau thành một cái đường thẳng hoặc là gì cửa sổ với cửa trước cũng không được nối liền thành một đường thẳng điều này giống như là vừa mới bước vào cửa nhà là có thể nhìn thấy hết toàn bộ cái ngôi nhà khí vào thì không tụ mà tán đi ngay tuột thẳng đi mất vào phía trước thì ra cửa sau à, thưa quý vị cái phong thủy của ngôi nhà cần phải được tàng phong tụ khí tức là khí đi vào cửa chính và gì không đi ra thẳng cửa sau. À, theo thuật phong thủy, cửa sân vườn cũng không nên nối với cái cửa chính tạo thành một cái đường thẳng. Đấy. cửa sân vườn, cửa sau nhà và cái cửa phòng ngủ ấy nối thành một cái đường thẳng gọi là xuyên tâm sát. À, xuyên tâm sát thì dễ gây ra những cái chuyện thị phi, bệnh tật, kiện tụng và sẽ gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn. À, phẫu thuật đổ máu hoặc là vì suy bại về tiền tài hoặc là bị cô độc vân vân. Vì vậy để hóa giải cái cửa nhà và cửa phụ đằng sau ấy nó bị xuyên tâm sát thì các bạn nên mở lệch ra nếu không thể mở lệch thì lắp cửa chắn gió hoặc là cái rèm chắn gió hoặc là một cái bình phong hoặc là một cái tủ rượu tủ giày để ngăn cách thì mới cắt lành lại được thứ tư là không nên để cửa quá cao quý vị thân mến trong phong thủy thì không nên để cửa ra vào trong nhà quá cao vì dễ bị thị phi bị tản khí à, thưa quý vị nếu mà cửa quá thấp thì người có chiều cao ra vào phải cúi đầu nó chủ về tượng cứu người không cắt lợi kích thước cửa phải tương xứng với ngôi nhà cửa chính làm bằng máy vòm thì đại diện cho trạng thái động trong phong thủy trong khi nhà ở thì cần tĩnh cửa chính máy vòm thì không thích hợp nhưng mà đối với các công trình giải trí công cộng thì cửa máy vòm lại có thể sử dụng trong phong thủy 5 cửa đối diện nhà vệ sinh quý vị thân mến khi vừa mở cửa ra đã nhìn thấy nhà vệ sinh thì cái luồng năng lượng tốt nó dẫn vào nhà nó sẽ bị ô nhiễm bị ô uế cái dòng năng lượng này là sự khởi đầu để dẫn vào nhà một khi mà đầu nguồn nó không tốt thì từ cuối nguồn hay giữa nguồn mà cụ thể là các không gian khác thì nó sẽ không cắt lành dẫn đến không tốt cho cả gia đình. Những lưu ý phong thủy với cửa chính của ngôi nhà thì nhà vệ sinh được coi là cái xấu nếu mà khi mở cửa ra nhìn trực tiếp vào. Chính vì vậy cái nơi đặt nhà vệ sinh thì đều là cái vị trí hung nhất trong nhà với cái mục đích là lấy độc trị độc. Nếu mở cửa lớn mà gặp nhà vệ sinh là cái điều đại kỵ ngoài việc khiến gia chủ gặp vận xuôi xẻo và trục chặt thì nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Với nam thường mắc các bệnh về thận, bảng quang, cơ thể thì mệt mỏi, ủ rũ, trí nhớ thì bị suy giảm. Nữ giới thì hay bị đau bụng nhẹ, nặng ấy thì có thể là gì? dẫn đến xuất huyết tử cung hay là đẻ non vân vân. Đấy. Thì để hóa giải thì chúng ta cũng cần nên treo rèm hoặc là gì, treo bức tranh phong thủy để hóa giải cái điều này. Thứ sáu là cửa đối diện với cầu thang, cửa chính trong phong thủy còn được gọi là miệng khí bởi vì cái ngôi nhà hấp thụ rất nhiều cái khí cần thiết, đó cũng là nơi dưỡng khí cũng giống như cửa chính, cầu thang là cái cánh cửa liên thông giữa các tầng, do đó hình thức và vị trí bài trí cầu thang sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên trong gia đình, đó là một trong những cái lưu ý về phong thủy cửa chính của ngôi nhà, à, chúng ta nên cân nhắc để bố trí khi mở cửa chính đối diện trực tiếp với cầu thang thì cái năng lượng phong thủy sẽ bị sập lên một cách đột ngột bất ngờ vào những cái tầng cao hơn là tầng thấp gây dối loạn cái trường khí, vì thế sẽ không tốt cho mọi người trong gia đình. Thứ sáu, tránh đặt bếp nấu đối diện với cửa chính. À, khai môn kiến táo sách dương trạch tam yếu có viết khai môn kiến táo tiền tài đa hao, tức là khi mở cửa mà nhìn ngay thấy bếp sẽ không có lợi về mặt tiền bạc. Trường hợp mở cửa chính ra mà nhìn ngay thấy bếp nấu thì không chỉ sức khỏe bị tổn hại mà còn khiến cho tiền bạc không cánh mà bay, không thể giữ lại được. Đối với trường hợp này thì gia chủ nên là treo rèm hoặc là gì đặt một cái bình phong để che bớt đi đương nhiên nếu có điều kiện thì tốt nhất là lắp thêm rèm hoặc là gì chuyển bếp ra chỗ khác để hóa giải à, thưa quý vị cửa chính là một cái bộ phận đặc biệt luôn được chú ý khi thiết kế nhà vì nó là cái bộ phận giao thoa không khí giữa bên trong và bên ngoài của ngôi nhà kết nối nội ngoại thất hay đơn giản nó là cái nơi ra vào thường xuyên à, hy vọng là những chia sẻ vừa rồi đã giúp ích phần nào cho quý vị về cách sắp xếp và bố trí phong thủy của căn nhà nhà mình Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.